Mình biết đến Phật Pháp, tiếp tục tinh tấn vun bồi Ba La Mật để đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Thưa sư, Đạo Phật á, nói một cách nó đúng đắn thì không phải là một cái lời dạy hứa hẹn sự chứng đắc ở đời sau kiếp khác, mà quan trọng là chúng ta phải nỗ lực trong cái kiếp hiện tại này. Nếu như đời này mà bản thân chúng ta không có nỗ lực á, thì chúng ta trông chờ gì vào một cái ngày vị lai, ở một cái kiếp vị lai chúng ta sẽ nỗ lực. Nó giống như ngày hôm nay chúng ta không có tu tập, ngày hôm nay chúng ta không có thực hành thiền chỉ thiền quán, thì lấy cái gì mà chúng ta chắc là cái ngày mai, cái một cái kiếp vị lai nào đó chúng ta sẽ làm được việc đó. Thành ra đó, cái việc tu tập nó là việc bắt đầu ngay từ bây giờ. Chúng ta phải tu tập, nỗ lực tu tập đó với cái mục đích là chứng đắc được, có thể chứng đắc được đạo quả ngay trong kiếp này. Tinh thần là như vậy, có thể chứng đắc được đạo quả ngay trong kiếp này. Mà nếu như đến khi chúng ta mệnh chung mà không kịp chứng đắc đạo quả thì nó sẽ là duyên cho sự chứng đắc ở đời sau kiếp khác, chứ không phải là bây giờ chúng ta thoải mái, nó ăn chơi thoải mái, lâu lâu làm phước vài ba bận vậy đó, rồi nguyện là để đời sau là con tinh tấn. Xin thưa, đời này mình không tinh tấn mà mình chờ đời sau thì sư không tin nổi. Thật ra điều kiện đầu tiên là đời này mình phải tinh tấn trước, tinh tấn tu tập, tu tập theo 37 phẩm trợ Bồ Đề, tinh tấn tu tập. Không kịp đời này thì mới tính tới đời sau. Và nếu như mà quý vị gọi là để nguyện á, thì nguyện như thế này, nếu như mà kiếp này mà con chưa có sự chứng đắc đạo quả thì nguyện cho tất cả phước báo con đã làm đó, nó sẽ vun bồi Ba La Mật để chứng đắc đạo quả ở trong vị lai, ở trong cái thời vị lai. Cái thời vị lai đó có thể là ngày mai, có thể là tháng sau, có thể là năm sau, có thể là kiếp sau.